Xin chào các bạn, mình là Thảo Minh, mình đang học tại năm nhất. Mình đang học năm nhất tại trường Dover Brooks College. Trước đây mình học tại Phổ thông Năng khiếu Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do vì sao mà mình chọn UK cũng như là Dover Brooks là tại vì môi trường học ở đây rất là thân thiện và đội ngũ giáo viên ở đây thì cực kỳ tốt. Hầu hết các giáo viên ở đây đều tốt nghiệp tại Oxford. Và đặc biệt hơn là ở tại ngôi trường này thì các bạn có một chương trình gọi là Oxbridge, tức là các bạn nếu mà có nguyện vọng muốn vào Cambridge hoặc Oxford thì các bạn sẽ được tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển và thực hiện ước mơ của mình. Hiện tại thì mình đang học hóa sinh, toán nâng cao và kinh tế. Sở dĩ mình chọn 5 môn này tại vì mình thích thú với khoa học, cũng như là đơn giản hơn là tại vì mình muốn học y ở đại học. Trong quá trình học ở Dover Brooks thì mình rất là thích thú tại vì mình có điều kiện và cơ hội để tiếp cận với bạn bè khắp quốc tế, có các bạn đến từ Nga, Ba Lan, Ukraine, Romania, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân và vân vân. Vì vậy là mình không những là được học những kiến thức khoa học bổ trợ cho việc học đại học của mình, thì mình cũng được học rất là nhiều kiến thức xã hội, giống như là những điều thú vị về các văn hóa khác nhau trên thế giới. Và đặc biệt hơn là ở đây có đội ngũ giáo viên như mình đã nói thì rất là chuyên nghiệp và giỏi. Họ sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong việc học. Và ở đây thì giống như là ở Việt Nam mình có giáo viên chủ nhiệm, nhưng mà ở đây thì người ta gọi là director study, thì người này sẽ cho bạn những lời khuyên khi bất kể vấn đề gì, không chỉ liên quan đến việc học tập mà cả việc cuộc sống ngày thường của bạn như thế nào thì bạn có thể hỏi. Và người này cũng sẽ chịu trách nhiệm cho bạn về việc apply vào university. Ngoài việc học chính quy trên trường thì nhà trường cũng tổ chức cho các bạn rất là nhiều câu lạc bộ, giống như là thể thao, nhạc, họa, kịch, vân 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 vân. Thì bản thân mình cũng đang tham gia câu lạc bộ bóng bàn và đi làm từ thiện chăm sóc các trẻ em bị tàn tật cũng như là có những vấn đề không ổn định về tâm lý. Nó cũng giúp cho các bạn có những kinh nghiệm và bổ sung cho các bạn những cái kỹ năng cần thiết, và nó cũng rất là giúp ích cho các bạn trong việc viết personal statement của UCAS. Như các bạn đã biết thì đó là một bước quan trọng để apply vào university ở UK. Mình đang ở tại nhà 106. Thì ở đây thì các bạn trong nhà rất là thân thiện, và các bạn sẽ có một house parent, thì người này sẽ hỗ trợ và chịu trách nhiệm về việc sinh hoạt của bạn, ăn ngủ nghỉ ngơi vân vân. Hơn nữa thì lúc mà bạn muốn trò chuyện thì bạn cũng có thể tìm đến house parent, giống như là một người bạn hoặc là một người thân trong gia đình. Những tâm sinh lý tuổi teen hay là những quan hệ phức tạp trong trường hay là mọi thứ thì các bạn đều có thể tâm sự. Ở trong một nhà thì nhà mình có 20 phòng, có 10 phòng, nhưng mà các bạn sẽ share phòng với một người nữa, thì tổng cộng trong nhà là có 20 người. Thì các bạn trong nhà rất là thân thiện và ở với nhau lâu thì trở nên thân thiết hơn, và khoảng cách giữa ngôn ngữ cũng như là văn hóa nó sẽ không còn là vấn đề gì, tại vì các bạn sẽ hòa nhập rất là nhanh. Cuối cùng thì mình rất muốn nói là mình rất là thích thú với việc học tập tại Oxford cũng như là tại Dover Brooks College.
mình được tạo một điều kiện tốt nhất để hoàn thiện các kỹ năng mà mình đã có, cũng như là phát triển những kỹ năng mà mình còn thiếu sót. Và nếu mà được lựa chọn lại một lần nữa thì mình vẫn sẽ lựa chọn Double Brooks College. Và mình muốn nói với các bạn là nếu mà các bạn đang băn khoăn về việc apply vào Dover Brooks thì các bạn cứ tự tin mà làm những gì mình muốn, tại vì đó là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Và theo mình thì Dover Brooks College là một trong những trường A-levels sixth form tốt ở Vương quốc Anh.